chị xếp khó tính của Hồng Diễm trong Hành Trình Công Lý. Sau một thời gian dài rời xa màn ảnh, sân khấu để tập trung công việc quản lý tại Nhà hát kịch Hà Nội, diễn viên Thu Huyền trở lại với vai diễn luật sư trong Hành Trình Công Lý. Nữ diễn viên cho biết, lần trở lại này chị sẵn sàng bùng cháy với những vai diễn. Thu Huyền tham gia vai luật sư Hoàng Kim Dung trong phim Hành Trình Công Lý. Đây là vai diễn mà nữ diễn viên chia sẻ đây là vai rất khó và trái chất nhất. Trong tất cả những vai mà chị đã đóng, thậm chí trái ngược hoàn toàn so với những vai diễn trước đây. Nghệ sĩ Thu Huyền hiện đang là quản lý của đoàn 2, Nhà hát kịch Hà Nội, kiêm phó chủ tịch công đoàn của nhà hát. Kim Dung như một bài toán khó đối với Huyền vậy. Những lời Kim Dung nói ra đều phải là bằng luật. Hồi mới đầu quay Huyền hơi bị khớp, phải nói rõ, đúng từng câu từng từ, dấu chấm phẩy. Từ câu thoại đến hành động của nhân vật đều phải chỉnh chu, chính xác. Trước đây Huyền thường vào những vai đanh đá, chu ngoa, vai hài thì có thể nói những câu na ná cũng được. Ngày đầu đi quay về Huyền bị căng thẳng, mệt và áp lực. Sau đó Huyền đã cố gắng khắc phục vấn đề bị khớp này và dần tìm cách thể hiện để vai Kim Dung tốt nhất. Sau một vài hôm, Huyền đã làm quen được với nhân vật Hoàng Kim Dung, nắm bắt được tinh thần, cho đến hiện tại Huyền đang thể hiện rất tốt vai diễn này. Nữ diễn viên chia sẻ, khán giả biết đến Thu Huyền qua nhiều vai diễn chính kịch cũng như phim hài. Mặc dù có một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, nhưng Thu Huyền vẫn luôn được khán giả nhớ đến. Chị cho rằng, ở lứa tuổi trẻ chưa qua, già chưa lại, chị có độ trải đời vừa đủ, cảm xúc vừa đủ, thăng trầm vừa đủ. Bởi vậy, ở độ tuổi chín muồi của nghề diễn, những gì đã qua, sự vất vả, đổ vỡ, chuyên chuyên làm nên Thu Huyền của ngày hôm nay, cũng như bồi đắp cho chị thêm kinh nghiệm của nghề diễn. Nghề diễn là nghề mà thường ngày phải quan sát, góp nhặt những sự việc, tình huống, mảnh đời bên ngoài của cuộc đời, chắt lọc, đưa vào phim, đảm bảo hiện thực của nhân vật để khán giả xem phim và thấy nhân vật gần gũi. Diễn viên Thu Huyền và nghệ sĩ ưu tú nhà thiết kế Đức Hùng tại trường quay. Cho đến ngày hôm nay, vai diễn Hoàng Kim Dung của Hành Trình Công Lý cũng đang đến những tập cuối. Sau Hành Trình Công Lý là những dự án phim đang chờ đợi Thu Huyền hóa thân vào những vai diễn khác nhau, số phận khác nhau để chị cống hiến hết mình cho khán giả. Trải lòng thêm về nghề diễn, Thu Huyền cho biết, ngày nay lớp diễn viên trẻ rất đông đảo và có những cách diễn xuất khá mới so với lớp diễn viên như thế hệ của chị. Để không thấy đuối, lớp nghệ sĩ như chị cần phải cởi mở hơn nữa để nắm bắt được xu thế của thời đại. Theo Thu Huyền, ngày nay diễn viên trẻ có nhan sắc, có những người chưa học qua lớp diễn xuất nhưng diễn rất tự nhiên, biểu cảm. Những phim gần đây như Hành Trình Công Lý, Phố Trong Làng, chị đã được làm việc với các bạn trẻ rất nhiệt tình. Cho đến ngày hôm nay, vai diễn Hoàng Kim Dung của Hành Trình Công Lý cũng đang đến những tập cuối. Ở các bạn trẻ tuy chưa có trải nghiệm cần phải học hỏi thêm, nhưng ở mỗi một lứa tuổi sẽ có sự thể hiện tâm lý khác nhau. Chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy nhiều diễn viên trẻ rất tài năng khi thể hiện vai diễn tốt, khai thác sâu sắc, mang đến sự mới lạ. Sức trẻ một phần làm nên thành công của các bộ phim, làm cho bộ phim trở nên hấp dẫn, mang tới hơi hướng của thanh xuân. Huyền thấy rất vui và điều đó là tín hiệu đáng mừng, thế hệ đi sau làm tốt hơn thế hệ đi trước, nữ diễn viên chia sẻ. Mặc dù vậy, nữ diễn viên Hành Trình Công Lý vẫn vô cùng lạc quan với nghề diễn và khẳng định rằng sau một thời gian lắng, chị sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa trong từng vai diễn.